À, đặc biệt là cái khoảng di chuyển, anh chị di chuyển khoảng 300 cây, 500 cây, vài chục cây trên đường hàng ngày liên tục như vậy, nó tạo nên rất nhiều những cái tác ngoại cảnh tác động, và anh chị khi ngồi trong xe thì anh chị đều trở nên an toàn nhất. Ba cái lợi ích lớn nhất khi các bạn có xe ô tô là gì? À, sẽ có nhiều người khi mua xe ô tô nhưng mà không hoàn toàn biết cái lợi ích của nó là gì. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị một cái bí kíp về ba cái lợi ích mà khi bạn có xe ô tô. À, cái lợi ích đầu tiên của có xe ô tô đó là anh chị trở nên an toàn hơn và ấm hơn. À, lợi ích thứ hai là anh chị có thể giúp đỡ được gia đình mình, giúp đỡ được bản thân mình. Và lợi ích thứ ba là thỏa mãn được cái điều anh chị mong muốn, tức là thỏa mãn được cái khát vọng của mình, thỏa mãn được cái đam mê của mình và thỏa mãn được cái danh vọng của mình. Thế thì ba cái lợi ích này, thì cái lợi ích nào là lợi ích lớn nhất? Và ba cái lợi ích này nếu để mang phân tích thì nó sẽ giúp chúng ta cái điều gì? Thì để tôi sẽ phân tích cho anh chị những cái lợi ích này, từng lợi ích một, và anh chị hiểu rằng là đối với mỗi từng lợi ích nó sẽ tạo cho cuộc sống chúng ta trở nên vô cùng tuyệt vời hơn. Cái lợi ích đầu tiên của anh chị đó là lợi ích an toàn của bản thân anh chị. Đối với những người sở hữu chiếc xe thời điểm hiện tại, họ đều có phục vụ cái nhu cầu của bản thân mình. Điều đầu tiên phục vụ công việc mình đi làm, cái thứ hai là cho vợ, cho anh em hoặc cho bố mình đi công tác. À, thì nếu đối với những cái người mà phục vụ lợi ích bản thân mình là lao động chính và mình phải đi một quãng đường rất xa, đối với trời rét, trời nắng, trời mưa, và đối với những khoảng với những cái thời tiết nó liên tục thay đổi như vậy thì nắng mưa gió bão thậm chí là rét thì nó đều là những cái lợi ích. Đấy là lợi ích cho bản thân chúng ta, cái sự an toàn chính chúng ta, để cho chúng ta khi chúng ta mà an toàn như vậy, chúng ta ngồi trong xe như vậy, chúng ta có đi quãng đường 300 cây, 200 cây, 500 cây, vài chục cây số đều có thể được, và anh chị không bị mỏi người. Thế thì khi mà anh chị không phải mỏi thì cái lợi ích an toàn đầu tiên là cái cơ thể của anh chị tuyệt vời, và cơ thể anh chị tuyệt vời thì anh chị sẽ trở thành những người làm công việc của anh chị tuyệt vời hơn. Và nếu như đặc biệt là những người kinh doanh và anh chị phải đi quãng đường rất xa, nếu như anh chị có một chiếc xe như vậy thì cái lợi ích nó rất là lớn, và anh chị đi đến gặp khách hàng, anh chị đến đi tìm đi làm công việc, anh chị đi đến cơ sở, anh chị đi đến cơ quan, và thậm chí anh chị đến những công trường công trình, thậm chí anh có thể là đến những nơi trang trại của mình thì cũng đều trở nên tuyệt vời, có thể phục vụ cho cái công việc vận hành của mình một cái máy nào đó, thì anh chị khi đến anh chị con người khỏe thì cảm xúc anh chị như vậy thì anh chị có trở nên an toàn. À, đặc biệt là cái khoảng di chuyển, anh chị di chuyển khoảng 300 cây, 500 cây, vài chục cây trên đường hàng ngày liên tục như vậy, nó tạo nên rất nhiều những cái tác ngoại cảnh tác động, và anh chị khi ngồi trong xe thì anh chị đều trở nên an toàn nhất. Nếu như chúng ta cảm thấy buồn ngủ, có thể tạt vào cây xăng, tạt vào trạm dừng nghỉ, chúng ta nằm trên xe, ta có thể là ngả ghế xuống và chúng ta có hoàn toàn có thể là ngủ một giấc, hoặc là ngủ một giấc mini xong chúng ta lại lên đường đi tiếp thì nó cũng tạo cho khỏe người. Nhưng mà nếu là xe máy thì anh chị không thể làm được, và trên xe buýt cũng có thể làm được, những cái điều xe buýt thì chúng ta lại nhảy lên nhảy xuống, và nếu như mà nó không ở thuận đường thì sao, nó lại phải chạy lên chỗ này, nó phải chạy lên chỗ kia. Tất nhiên là anh chị có thể thuê taxi cũng vẫn được, không có vấn đề gì cả, nhưng mà có thể thuê được mãi không, có thể đi chờ taxi được mãi không? À, khi chúng ta có xe thì chúng ta không phải chạy ra ngoài đường, chúng ta chờ không sợ nhỡ xe, chúng ta có thể là ngay buổi sáng hôm nay chúng ta cần 4 giờ sáng chúng ta đi thì chúng ta không phải lo lắng gì cả, sáng mai đúng hẹn giờ đồng hồ lên xe và chúng ta đi luôn. À, đấy, công việc nó tạo nên rất là nhiều những cái sự nhanh nhạy trong công việc, thì đấy là cái lợi ích cho anh chị đầu tiên. Cái lợi ích thứ hai đó là sự hạnh phúc cho gia đình anh chị. À, nếu chúng ta đi một mình thì hoàn toàn không vấn đề gì cả, chúng ta có thể nhảy lên xe, chúng ta có thể nhờ ai đó, thậm chí có thể là chạy bộ, có thể đi xe đạp, có thể đi xe máy. Nhưng mà nếu như trời rét mà đi quãng đường 200 cây, 300 cây, 500 cây, nếu chúng ta có vợ, nếu một người con thì chúng ta vẫn có thể ôm họ vào giữa, chúng ta có thể ấm được. Nhưng mà nếu chúng ta có hai người con cũng có thể, nhưng mà nó vất vả hơn. Nhưng mà nếu như ba người con thì điều này chúng ta không thể làm được. Cái hai người con là độ an toàn đã rất thấp rồi. Thế thì nếu chúng ta có một chiếc xe ít tiền thôi, vừa tiền thôi, chúng ta có thể đưa vợ con đó. Nếu chúng ta đi ban đêm, vợ có thể ngả ghế, ghế con, hai đứa con có thể nằm trong ghế sau và có thể ngả ghế. Chúng ta chỉ việc là mang theo một cái gối, mang theo một cái chăn, và như vậy có hành lý để cốp sau để chúng ta có thể thật lên đường đi bất cứ đâu, đi hàng nghìn km, vài trăm km hoàn toàn không vấn đề gì cả. Chúng ta là người mệt hơn, chúng ta có thể ngủ ghế, đấy là chuyện bình thường. Chúng ta có thể xuống những trạm dừng nghỉ, chúng ta giải lao những trạm ven đường vào quán nước, rồi chúng ta lại lên đường, chúng ta đi tiếp.
hoàn toàn được. Và đấy là chính là cái điều mà cái lợi ích thứ hai, là cái điều rất hạnh phúc cho gia đình. Và chính vì như vậy, cái độ an toàn cho chính con cái của anh chị, cho chính vợ, cho chính con, thậm chí là đôi khi tình thương chúng ta dồn hết vào người con, đúng không? Nếu như một người con đó mà trên đường đi không may rét mướt về, bị ốm, bị sốt, bị viêm họng thì sao? Thế thì tôi cũng đã từng gặp phải những cảnh đó. À, tôi đi 80 cây số nhưng mà chân tay thì cứng và vợ ngồi sau. Thời điểm đó đứa con thì ôm trong lòng. Tất nhiên rằng là lên đến bà ngoại thì nó cũng có quãng đường rất là xa và thời tiết nó rất là rét. Thậm chí là về con ốm mất một tuần thì đấy là cái độ an toàn, không an toàn lắm. Cái lợi ích ở đây là vợ con an toàn và tất cả mọi người đều trở nên an toàn và mọi người đều trở nên tuyệt vời. À, thêm một cái lợi ích nữa đó là cái danh vọng. Đối với một chiếc xe ô tô, không phải chỉ là để là phương tiện. Vào thời điểm trước họ sẽ là cái chiếc xe đánh bóng tên tuổi, là cái chiếc xe để thể hiện với ai đó. Nhưng với thời điểm hiện tại, nó thỏa mãn cái cảm xúc của chúng ta, thỏa mãn cái khát vọng của chúng ta. Bên cạnh nữa thì cũng một phần nhỏ nó cũng tạo cái danh vọng của chúng ta. À, nếu như là chúng ta đi những chiếc xe bình thường không có vấn đề gì cả, à, chúng ta làm những cái phương tiện, nhưng mà đương nhiên rằng là nếu chúng ta vẫn có những người khen chúng ta và đó cũng là tạo một phần cảm xúc, tất nhiên là nó không nhiều. Với tôi thì cái quan điểm vào thời điểm hiện tại thì anh chị đi cái xe khoảng 1 tỷ 7-8-5 triệu, 500 triệu nó là cái phương tiện. Nhưng mà nếu anh chị đi một chiếc xe nào nó độc đáo khoảng vài chục triệu nhưng mà nhìn rất độc đáo thì vẫn có người nhìn, vẫn có người khen. Còn nếu như chiếc xe mà vài tỷ, 5 tỷ, 7 tỷ, đương nhiên là chúng ta cũng sẽ có tạo được danh vọng, đó là cái tên tuổi chúng ta nó có được thể hiện. À, cái người đó, cái anh đó, cái bạn đó, thậm chí là cái thằng đó hay là cái ông đó vừa mua chiếc xe mấy tỷ thì nó cũng là một cái danh vọng. Và cũng có một sẽ có một vài những câu tán thưởng như thế này: ôi mua xe ô tô rồi à, nhìn đẹp nhỉ. Thì đấy là một cái mà thuộc vào danh vọng. Thì những người mà thích cái cảm xúc và những người thích cái điều đó thì nó cũng là một cái phần. Thế thì cái lợi ích ở đây là anh chị nhớ rằng chúng ta sẽ có được ba cái lợi ích ở đây. À, thực tế trên thực tế nó có rất nhiều lợi ích nữa chứ không phải chỉ có mỗi cái lợi ích đó, nhưng mà đấy là ba cái lợi ích lớn. Và cái điều mà thực sự tôi mong muốn ở đây đối với anh chị là cái lợi ích của anh chị là cái sự an toàn của chính bản thân, cái sự hạnh phúc của gia đình và cái sự giúp đỡ của anh chị. Nếu như trong gia đình có một ai đó cần sự giúp đỡ, ngay lập tức anh chị có thể là đánh xe đến đó và chở đi, thì đấy là một điều vô cùng tuyệt vời. Thậm chí là bố mẹ mình, ruột mình, hoặc là thậm chí là anh em gia đình mình, thậm chí là ông bà ngoại có bảo câu hoặc chuẩn bị là à mai mình chở đi đến đây đến kia, thì đấy là một điều hạnh phúc. Thì đó là cái video chia sẻ chị là những cái lợi ích lớn nhất khi chúng ta có xe ô tô. Cái điều này thì rất ít người phân tích và anh chị hoàn toàn không thể biết được, cho nên khi anh chị có xe ô tô, thậm chí có những người có xe ô tô rồi nhưng mà anh chị lại không vấn đề không để ý điều này, cho đến khi mà tôi nói điều này ra anh chị mới ồ, anh chị mới à là chính là nó có cái điều đó. Thì đấy, chia sẻ anh chị rằng là đối với xe ô tô nó có rất nhiều lợi ích khác nhau nữa, nhưng bên cạnh nó còn một cái lợi ích đó là nó cứ phục vụ chúng ta rất là nhanh trong công việc và nó tạo ra rất nhiều những nguồn thu nhập khác và nó tạo ra cái sự tối ưu về thời gian để anh chị có thể là dễ dàng phục vụ. Ví dụ như là tôi đang ở trên cách đó khoảng 100 cây. Trong cái công việc hôm đấy là công việc ngày mai, buổi sáng mai tôi rất cần phải làm việc trong cái buổi sáng rất là sớm. Và nếu như chúng ta không có xe, chúng ta phải chờ phương tiện khác, thì chúng ta lại phải dậy rất là sớm, không có chủ động. Bên cạnh nữa thì thậm chí là còn phải chuẩn bị rất là mệt mỏi. Nếu mà đi xe máy thì hoàn toàn là không được. Một khoảng cây 100 cây số chúng ta đi về xa như vậy thì người thân chúng ta cũng không mong muốn, bản thân chúng ta cũng cảm thấy ngại. Nhưng nếu như các bạn có một chiếc xe như vậy rồi thì cái lợi ích đơn giản là cứ lên ngồi trong xe, thắt dây an toàn vào, cài số là chúng ta có thể đi 100 cây trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ là có thể về đến nhà rồi. Buổi sáng như ngày mai chúng ta lại hoàn toàn có thể là hoàn thành cái công việc của chúng ta, gặp những cuộc hẹn của chúng ta hoàn toàn rất là bình thường. Nếu như người nào có ô tô rồi mới có những cái trải nghiệm như thế này. Và nếu anh chị có trải nghiệm như thế này rồi thì anh chị có thể comment lên dưới video này nhé. Và anh chị hãy comment những điều mà anh chị biết và những điều anh chị cảm thấy là tôi nói ở cái video này nó đúng. Và những người mà đã từng có những trải nghiệm xa như vậy, những quãng đường xa như vậy, có thể là về trong đêm, có thể là đi trong một ngày hoàn toàn được, thì anh chị có thể comment bên dưới để cho mọi người cùng biết và mọi người sẽ biết được cái lợi ích này như thế nào. Rất cảm ơn anh chị đã theo dõi video và tôi sẽ chia sẻ tiếp tục những cái video tiếp theo cho anh chị. Đừng quên rằng đăng ký vào kênh, subscribe vào kênh và chia sẻ video này để khi tôi phát video anh chị là người nhận được video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo.